lập thành tích chào mừng đại hội đại biểu toàn quốc hội cựu chiến binh Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027. Vào sáng nay, hội cựu chiến binh quận Ninh Kiều phối hợp với chi hội cựu chiến binh khu Việt Nam phường An Hòa ra mắt tổ cựu chiến binh tình nguyện vì môi trường. Tổ cựu chiến binh tình nguyện vì môi trường được thành lập gồm 14 thành viên có nhiệm vụ tổ chức thực hiện các hoạt động thu gom rác thải, khơi thông cống rãnh, phát quang, quét dọn rác trên các tuyến đường, tham gia xử lý các điểm nóng về môi trường tại khu dân cư phối hợp tuyên truyền vận động người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ cây xanh, phân loại rác và đổ rác đúng nơi quy định, không được chăn nuôi để vật nuôi phóng quế tại nơi công cộng. Ngay sau buổi lễ, các đội chim thanh niên và cựu chiến binh của khu vực ra quân làm vệ sinh thu gom rác thải tuyến đường kè cầu đạch Ngỏng.